Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Inu trên kênh dạo của mình nha. Thì hôm nay mình mang đến cho anh em thêm một cái clip nữa, là cái clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người địa điểm câu cá và có thể cày tiền nhiều nhất trong ngày nha mọi người ơi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chọn cần và cái địa điểm này, mình chỉ cho mọi người cái địa điểm này luôn nha. Thì cái địa điểm này chắc ai cũng biết mọi người ạ, nhưng mà có một cái góc này nó nằm trong một cái địa điểm đó thì mình thấy câu cá rất là nhiều nha mọi người ơi. Đấy, một ngày mọi người có thể cài tầm trăm ra ngoài tiền là chuyện bình thường nha mọi người. Thì bắt đầu clip thì mọi người cho mình xin một like, một đăng ký. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Thì ok mọi người, bắt đầu thì mình sẽ vào cái hôm thâu nha mọi người. Mình sẽ về nhà mình. Thì trong cái hôm thâu này mình thấy có một cái địa điểm câu cá rất là tuyệt vời mọi người ạ. Mình câu từ sáng giờ toàn ra cá to thôi, hết ra cá nhỏ đó mọi người. Đấy thì mình biết được cái chỗ này thì cũng nhờ mình đi cày tiền đó mọi người. Thì mình cày tiền xong mình sửa nhà thì nó cũng hết rồi. Ở đây có một bạn câu cá đây, thì cái gốc nó nằm ngay đây nè mọi người. Đây, gốc nó nằm ngay đây thì mọi người hãy nên câu vào buổi sáng nha, thì tỷ lệ cá to nó ra sẽ nhiều hơn. Và mọi người nên chọn cái cho mình là cái cây cần gỗ nha mọi người. Đấy, mọi người chọn cho mình cái cây cần gỗ để mình có thể câu cá lời hơn nha mọi người. Đấy, thì mình sẽ câu cho mọi người cùng xem cái địa điểm này, là mình thấy ra cá to rất là nhiều nhá, ra cá to cực kỳ nhiều luôn đấy mọi người. Không phải to theo cái nghĩa mà 4-5 nha mọi người, 4-4-4-5 nha. Ở đây thì nó không có 4-4-4-5 đâu, toàn 4-3 đổ xuống thôi, nhưng mà tỷ lệ cá nhiều tiền nó rất là nhiều đấy. Thì mình sẽ câu cho mọi người cùng xem. Thì ở đây mình sẽ đi cày tiền, mình sẽ không bỏ cái bóng nào hết nha mọi người. Mọi người chú ý là điều đó nha, tại mình câu các cái cần câu gỗ này cá 15 tiền mình vẫn lời, nên bóng to bóng nhỏ nếu mà mình đi cày tiền thì mình sẽ không có bỏ bóng nào hết. Mọi người hãy lại cái chỗ này cày tiền là mình thấy là im nhất nha mọi người. Nhưng mà mọi người nên cài vào buổi sáng nha, cái clip này thì mình quay vào buổi chiều rồi, nên nó cũng tỷ lệ cá nó ra cũng ít, nên mọi người nên cài vào buổi sáng ấy, tầm 8 giờ đến 9 giờ đấy mọi người ạ. Thì cái giờ đó thì mình thấy là cá to nó rất là nhiều, tại vì hồi sáng mình cũng đã có câu rồi nhưng mà mình quên làm clip cho mọi người đấy. Thì mọi người hãy thử đi lại tới cái điểm này câu nha mọi người ơi. Mình thấy cá to nó cũng cá nhiều tiền đó mọi người, nó cũng rất là nhiều. Nhưng mà buổi chiều thì nó ra những con cá lẻ tẻ hơn, như là tôm nè, những con cá nhỏ nhỏ tầm 15 tiền thì mình thấy buổi chiều thì nó sẽ ra nhiều. Đây là một cái 43 một mọi người ạ. Đấy. Thì thêm một cái nữa là tỷ lệ rút dây ở đây nó rất là thấp mọi người, nên mọi người hãy đi lại cái chỗ này mình cài tiền là mình thấy là êm nhất nha mọi người. Bên cam thì nó cũng có tỷ lệ rút dây, tại vì bên bển nó có 4-4-4-5 đó mọi người. Còn ở đây thì mình thấy là ok nhất. Không biết con này con gì đây mọi người, nhấp quá nhấp. Lên nè mọi người. Đấy, thì cái điểm này thì mình thấy là ra cá da trơn là nhiều nha mọi người. Hồi sáng mình mới câu tí xíu thôi nhưng mà nó đã ra một đống cá da trơn rồi, với thêm cá lóc nữa mọi người, cá lóc Trung Quốc đấy. Ở đây nó cũng có cá lóc Trung Quốc nha mọi người. Đấy mọi người thấy cái bóng to nó ra cũng khá là nhiều đấy mọi người. Ở đây chúng ta được cá nhiều tiền là cá lóc Trung Quốc nè, cá da trơn nè, dưới rùa nha mọi người, dưới thêm một loại số cá khác, cá vượt luôn đó. Đấy thì mọi người hãy qua đây câu, thì mình thấy cái bên đây cài tiền nó ok thì mình chia sẻ đến mọi người cái điểm cài tiền bên đây nha. Con gì đây? Đấy mọi người, cá vượt vuông miệng 212 tiền, là mình câu một con là mình có thể sửa được hai cái cần luôn đó mọi người, rất là lời nhá. Mình câu ra một con như vậy là mình thấy là mình lời cũng bộn rồi đó mọi người, mình cũng lời gần tới 1k tiền rồi đấy. Đấy, tại vì mình sửa hai lần là mình được câu thêm hơn chục lần nữa rồi, thì mình kiếm cái số lời đó bằng cái việc đó nha mọi người. Thì ok mọi người ơi, thì mình câu tí xíu thì mình sẽ đi bán cá cho mọi người cùng xem nhé. Ok mọi người cùng theo vô chân mình tí xíu nữa thì mình sẽ bán cá. Thì mọi người xem clip của mình thì mọi người đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha.
mình sẽ đi bán cá cho mọi người cùng xem ha. Hồi nãy giờ mình câu cũng được cả tầm 1 tiếng 2 tiếng rồi đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi về Laza, mình sẽ đi bán cá cho mọi người cùng xem. Thì mình nhầm đoạn không, lẽ giờ mình làm hết lên tầm 1 tiếng 1 tiếng đăng clip thì nó cũng dài, thì mình sẽ cắt ra từng đoạn nha mọi người. Đấy, thì mình câu một khúc thì mình sẽ cắt ra. Để bây giờ tới cuối cùng thì bây giờ mình sẽ đi bán cá nha mọi người. Đấy. Để coi mình được bao nhiêu tiền nha mọi người. Bán luôn cái con 33. Thôi để con 33 lại đi mọi người. Bán 33 uổng quá. Đấy, bây giờ sẽ sắp cá, giờ sẽ bán nha. Bỏ mấy cái con cá này lại đi. Đấy, thì bán sơ sơ thì nó đã 10.000 rồi đó mọi người. Bán sơ sơ thôi nha mọi người. Đấy, 100 con, 96 con. Thì này nó đã 10.000 rồi mà nó còn thêm nữa nha mọi người. Đấy. Bán sơ sơ thôi đó nha mọi người ơi. chưa bán hết đâu. Thì để mình coi bán hết được nhiêu nha mọi người. Thì tầm 2 tiếng của mình cài nãy giờ đó mọi người ạ. Thì nó cũng được ra được nhiêu. Này thêm được 1K9 nữa mọi người ạ. Đấy, 1K9 gần 2K. Thì bán ra cũng được gần 13K đó mọi người ạ. Đấy. Đấy thì đó là cái thành quả mà hôm nay mình đã cài tiền được trong vòng tầm 2 tiếng đồng hồ của mình. Thì mọi người hãy đến cái địa điểm nó câu thì mọi người sẽ cảm nhận được cái địa điểm nó có đó, nó có gì thú vị nha mọi người. Thì ok, bye bye mọi người. Mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Hẹn mọi người trong clip sắp tới. Nhớ ủng hộ mình nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Bye bye nha.